Cho đến thời điểm này, 5 trên 6 khán đài của trường đua F1 Việt Nam đã được lắp đặt hoàn thiện. Riêng khán đài Thăng Long nằm đối diện tòa nhà Pit Building đang trong quá trình lắp đặt và dự kiến sẽ hoàn thành trong 10 ngày tới. Tòa nhà Pit Building là trung tâm điều hành của trường đua F1 cũng đã hoàn thiện phần xây dựng và đang trong công đoạn lắp đặt những chi tiết cuối cùng. Với cảm hứng từ Hoàng Thành Thăng Long cùng Khuê Văn Các, trải dài trên 270m với 4 tầng cao, Pit Building trở thành điểm nhấn nổi bật nhất trên trường đua F1 Việt Nam. Có thể thấy ban tổ chức đang làm việc rất hiệu quả để đảm bảo tiến độ xây dựng cho trường đua F1 Việt Nam. Chặng đua công thức 1 tại Việt Nam không chỉ là nơi 10 đội đua, 20 chiếc xe F1 so tài về tốc độ. Đây còn là dịp để quảng bá hình ảnh Việt Nam tới với thế giới. Những hoạt động quảng bá thì đã diễn ra từ lâu rồi. Và bên cạnh đó, những sự kiện để người hâm mộ hiểu hơn về F1 cũng được tổ chức một cách thường xuyên để môn đua xe này không còn là điều gì đó quá mới mẻ đối với chúng ta. Cửa hàng bán đồ lưu niệm chính hãng F1 tại Việt Nam đã được khai trương hôm qua tại 26 Láng Hạ, Hà Nội. Đây cũng có thể coi là một bảo tàng thu nhỏ để giới thiệu về lịch sử môn đua xe công thức 1 tới với tất cả mọi người. Những mô hình trường đua F1 tại Việt Nam, mô hình chiếc xe F1 theo tỷ lệ 1-1 và cả không gian mang đậm hình ảnh F1 với 22 chặng đua sẽ giúp tất cả hiểu rõ hơn về môn thể thao này. Và cũng không phải ở chặng đua nào cũng có những cửa hàng ấn tượng như thế này. Chặng đua tại Australia đã được tổ chức hơn 20 năm ở Melbourne, nhưng chưa có một cửa hàng đồ lưu niệm nào ấn tượng như ở đây. Quả thật cửa hàng này sẽ mang tới nhiều điều hấp dẫn cho những ai yêu mến công thức 1. Đó là cách quảng bá tuyệt vời cho đất nước và con người Việt Nam. Mỗi người hâm mộ khi tới với cửa hàng bán đồ lưu niệm chính hãng của F1 tại Việt Nam sẽ có trải nghiệm không khác gì một tay đua công thức 1. Từ đua xe, theo dõi những guồng quay thông tin về công thức 1 và cuối cùng là tận hưởng cảm giác của người chiến thắng trên bục nhận giải.